Tổng thống Nam Phi, Senegal, Ghana, Thủ tướng Pakistan cùng nhiều cựu tổng thống cũng như thủ tướng các nước trên thế giới đã ký bức thư có nội dung nhấn mạnh rằng bất kỳ loại vaccine nào cũng có thể trở thành độc quyền và chúng phải được chia sẻ cho các quốc gia. Bức thư đề nghị, khi một loại vaccine an toàn và hiệu quả được phát triển, nó sẽ nhanh chóng được sản xuất quy mô lớn và có sẵn cho tất cả mọi người ở tất cả các quốc gia và miễn phí. Điều này cũng được áp dụng đối với toàn bộ phương pháp điều trị, chẩn đoán cũng như các công nghệ khác liên quan tới COVID-19. Tại Ấn Độ, hai nhóm hoạt động về y tế đã gửi thư lên chính phủ Ấn Độ kiến nghị hủy bỏ giấy phép độc quyền bào chế thuốc kháng virus Remdesivir đã trao cho một công ty của Mỹ để loại thuốc này được phân bổ công bằng hơn cho các bệnh nhân COVID-19 trên khắp thế giới, đặc biệt là ở các nước nghèo.